Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên lái máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tupolev Tu-160M của không quân Nga trong một thử nghiệm tại nhà máy sản xuất máy bay Gobunov, Kazan. Ông Putin bay trên máy bay ném bom chiến lược Tu-160M, nâng cấp trong vòng 30 phút. Động thái trên có thể được coi là lời nhắc nhở phương Tây về khả năng hạt nhân của Moscow. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hãng thông tấn TASS đưa tin, chiếc máy bay trên mang tên Ilya Muromets cất cánh từ đường băng của nhà máy hàng không Gobunov, Kazan thuộc nhà nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Điện Kremlin cho biết lộ trình bay của Tổng thống Nga là bí mật. Phát biểu sau chuyến bay, ông Putin tuyên bố sẽ sớm đưa máy bay ném bom chiến lược Tu-160M nâng cấp vào biên chế, theo đài Russia Today. Máy bay ném bom chiến lược Tu-160M là phiên bản nâng cấp của máy bay Tu-160. Nó được thiết kế để tấn công các mục tiêu của kẻ thù ở những vùng hẻo lánh bằng vũ khí hạt nhân và thông thường. Theo TASS, đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Putin lái máy bay ném bom Tu-160. Trước đó là vào năm 2005, ông Putin ngồi ghế phụ điều khiển máy bay cùng một phi công khác trong chuyến thăm hạm đội phương Bắc và kiểm tra cuộc tập trận của lực lượng không quân tầm xa của Nga trên bán đảo Kola. Trước đó, vào năm 1999, ông Putin khi đang còn giữ chức thủ tướng Nga đã thực hiện chuyến bay đầu tiên với cường kích Su-25UB kéo dài 10 phút trong chuyến thăm trường hàng không quân sự cấp cao Krasnodar. Một lần khác, Tổng thống Putin lái máy bay chiến đấu là vào năm 2000, ông Putin đã ngồi ghế phụ của tiêm kích Su-27UB và thực hiện chặng bay từ Krasnodar đến Grozny. Vào tháng 8 năm 2010, ông Putin cũng tham gia dập tắt đám cháy rừng ở vùng Ryazan từ thủy phi cơ chữa cháy BA-200. Trong chuyến bay kéo dài nửa giờ, nhà lãnh đạo Nga đã thay thế phi công phụ trong buồng lái và kiểm soát cả việc lấy nước từ sông Oka và xả nước vào giữa khu rừng đang cháy ở vùng lân cận Ryazan. Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-160M là phiên bản nâng cấp của máy bay Tu-160. Nó được thiết kế để tấn công các mục tiêu của kẻ thù nằm sâu bên trong lục địa bằng vũ khí hạt nhân hoặc thông thường. Tu-160 là máy bay quân sự siêu thanh lớn nhất thế giới và là máy bay chiến đấu nặng nhất. Hôm 21 tháng 2, Tổng thống Putin từng đến kiểm tra dây chuyền sản xuất Tu-160M tại Gobunov, Kazan. Nhà máy này hiện đang hoàn thiện 4 máy bay Tu-160M cho không quân Nga. Trong một diễn biến liên quan đến tình hình chiến sự đang leo thang căng thẳng thời gian qua giữa Nga và Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, việc phương Tây gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine có thể làm mồi lửa cho cuộc xung đột hạt nhân. Trả lời phỏng vấn tại thủ đô Moscow, Nga vào hôm 22 tháng 2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng việc các nước phương Tây gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine có thể kéo theo nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân, theo hãng thông tấn TASS. Đài Russia Today thông tin, các quan chức Nga trước nay luôn cảnh báo rằng việc phương Tây gửi F-16 tới Ukraine có thể dẫn đến nguy cơ leo thang xung đột ngoài ý muốn vì máy bay này có thể triển khai bom trọng lực hạt nhân. Ông Medvedev nói, chẳng ai muốn một cuộc chiến hạt nhân nổ ra. Nhưng nếu F-16 tới Ukraine, chúng tôi không chắc quân đội nước này không dùng F-16 triển khai các đợt tấn công hạt nhân vào Nga. Ông Medvedev lưu ý rằng, các đồng minh của Ukraine có thể không nhận thức được nguy cơ quân Kiev sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Nga. Ông còn nhấn mạnh rằng, viễn cảnh này sẽ buộc người dân phải trốn trong hầm trú ẩn và đẩy thế giới đến bờ vực của ngày tận thế, vì Ukraine và phương Tây chưa phản ứng về phát ngôn của ông Medvedev. Quân đội Ukraine đã liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu F-16 để chống trả các đợt không kích của quân Nga và chiếm lấy ưu thế trên không. Các thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang tích cực hỗ trợ huấn luyện phi công Ukraine sử dụng F-16 và F-16 sẽ tới Ukraine sau khi các khóa huấn luyện này kết thúc. Trong một diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học Nga, cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ cung cấp để phát triển vành đai hóa học. Đài Russia Today thông tin, ngày 19 tháng 2 vừa qua, Trung tướng Igor Kirillov,
người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học Nga cho rằng Mỹ và Ukraine đã vi phạm các điều khoản của tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW khi lực lượng Kiev sử dụng đạn dược bất hợp pháp trên chiến trường. Ông Kirillov đưa ra một số dẫn chứng về cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học bị cấm và các chất hóa học không gây chết người mà ông cho là do Mỹ cung cấp. Cụ thể, vị tướng nói rằng Ukraine ngày 28 tháng 12 năm 2023 đã sử dụng UAV để thả lựu đạn hơi ngạt do Mỹ sản xuất, có chứa hợp chất CS, một loại hóa chất được phân loại là công cụ kiểm soát bạo loạn, gây kích ứng mắt, bỏng da, ngừng hô hấp và ngừng tim khi sử dụng ở nồng độ cao. Cũng theo ông Kirillov, vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, một UAV mang theo một thùng chứa đầy chloropicrin đã tấn công lực lượng Nga. Chloropicrin là chất bị cấm theo công ước về vũ khí hóa học. Ông Kirillov nói thêm rằng Ukraine cũng đã sử dụng hóa chất này vào các ngày mồng 3 và 11 tháng 8 năm 2023 gần làng Robotyne, tỉnh Zaporizhia, Ukraine. Vị tướng này cũng cáo buộc Kiev sử dụng chất độc hại chống lại binh sĩ Nga cũng như đầu độc các quan chức cấp cao Nga, chẳng hạn vụ đầu độc ông Vladimir Sando, người đứng đầu tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm. Theo ông Kirillov, việc Mỹ chuyển những loại vũ khí như vậy cho Ukraine là vi phạm quy tắc của OPCW rằng một quốc gia không được chuyển giao vũ khí hóa học trực tiếp hoặc gián tiếp cho quốc gia khác trong bất kỳ trường hợp nào. Ông Kirillov cho biết, tình báo Nga tin rằng lực lượng Ukraine dưới sự hướng dẫn của phương Tây đang phát triển một chiến thuật quân sự mới sử dụng vành đai hóa học. Ông Kirillov nói thêm rằng kế hoạch của Ukraine sử dụng vũ khí hóa học trên quy mô lớn như vậy được chứng minh bằng việc Kiev đã yêu cầu liên minh châu EU cung cấp cho nước này hàng trăm nghìn đơn vị thuốc giải độc, mặt nạ phòng độc và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác vào năm 2024. Ông Kirillov nói thêm, rõ ràng là số lượng mà Ukraine yêu cầu là quá mức đối với một quốc gia không có vũ khí hóa học. Tuy nhiên, phía Ukraine và Mỹ chưa phản ứng với cáo buộc trên. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng thiệt hại của quân đội Ukraine chỉ riêng tỉnh Donetsk trong ngày 22 tháng 2 đã vượt quá 710 binh sĩ. Nhóm tác chiến miền Nam đã gây thiệt hại cho lữ đoàn tấn công số 92, lữ đoàn tấn công dù số 79 và lữ đoàn máy bay di động số 46 của Ukraine tại các khu định cư Volnomykhailovka và Krasnogorovka, Donetsk. Tổn thất của Ukraine tại đó lên tới hơn 410 binh sĩ, một xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, một pháo tự hành Krav do Ba Lan sản xuất, một pháo Bohdana, một pháo D-20 và một pháo tự hành Vodika. Trong đó, tổn thất của Kiev ở thành phố Avdiivka trong ngày qua lên tới 145 binh sĩ và khu vực ở phía nam Donetsk là 155 binh sĩ. Tại mặt trận Kupiansk, tỉnh Kharkov, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã hạ 30 binh sĩ Ukraine, phá hủy một hệ thống pháo M777, một khẩu pháo M198 do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo tự hành Hyacin-S và một lựu pháo Vodika của đối phương. Tại mặt trận Kherson, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất tới 50 binh sĩ, 2 xe tăng và một pháo tự hành M109 Paladin trong ngày qua. Theo bộ này, trong ngày 22 tháng 2, quân Nga đã bắn trúng một bệ phóng và một phương tiện vận chuyển, nạp đạn của hệ thống tên lửa phòng không Patriot, bắn hạ một tên lửa đất đối không S-200 và 95 máy bay không người lái UAV của Ukraine. Nhìn chung, các đơn vị máy bay chiến thuật UAV, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công nhiều cụm nhân lực và trang thiết bị quân sự của Ukraine ở 114 khu vực khắp chiến tuyến. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.